Da thô sần, lỗ chân lông to, sạm màu, thiếu sức sống khiến mình vô cùng tự ti khi để mặt mộc. Thậm chí là khi đã make up rồi nhưng da vẫn mốc và bờ phấn, nên lúc nào mặt mình cũng rất là nham nhở và rất là ngại. Còn đây là tình trạng da của mình sau một lần cấy tinh chất sinh học Profilo tại S-Latex. Da căng bóng, sáng mịn và đặc biệt là trông mình đã trẻ da hẳn 5 cho đến 6 tuổi luôn đó. Profilo đang dần trở thành xu hướng trẻ hóa mới trên toàn thế giới thông qua phương pháp tiêm điểm sinh học BAP. Với thành phần là acid hyaluronic tinh khiết 100% sẽ giúp da của các bạn trở nên căng bóng, trắng sáng, làm da của các bạn được tăng sinh collagen elastin từ sâu bên trong và làm trẻ hóa da của các bạn một cách toàn diện. Đây là một phương pháp xâm lấn tối thiểu với liệu trình chỉ cần tiêm 2 lần, mỗi lần cách nhau 1 tháng và những lần tiêm chỉ cần tiêm 5 điểm ở mỗi bên mặt sẽ giúp làm giảm tối đa thời gian thực hiện thủ thuật và phương pháp này cũng có hiệu quả một cách lâu dài hơn và toàn diện hơn so với phương pháp tiêm meso thông thường.